Ngày 27 tháng 11, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh An Giang tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có 269 người cao tuổi, trong đó có 216.460 hội viên, hội người cao tuổi sinh hoạt tại 1.049 chi hội, 3.657 tổ hội. Có hơn 7.600 hội viên người cao tuổi tham gia công tác hệ thống chính trị ở các xã phường, thị trấn, ấp. Những năm qua, người cao tuổi không chỉ nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, do đó giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm và vốn sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho 22 hội viên người cao tuổi có thành tích trong phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024.